Nói về vô lăng mâm lửa quay thái 110 hàng zin theo xe thì cửa hàng em lúc nào cũng còn nhiều để phục vụ cho anh em. Giá cho một bộ lửa vô lăng mâm lửa thất đời dĩ đời cuộn lửa của quay 110 thái zin theo xe ở cửa hàng em bán, nó sẽ dao động giá từ 1,1 triệu đến 1,7 triệu một bộ, tùy tình trạng nha anh em. Tùy tình trạng là tùy cái gì, nó chỉ xấu đẹp cái phần hoài vô lăng thôi. Ví dụ bộ 1,1 triệu đây, anh em thấy vô lăng không, nó chỉ hơi xấu xấu phần hoài thôi, còn những cái bộ mà 1,7 triệu đây nó len keng vậy thôi. Còn mình bảo anh em là tất cả là từ vô lăng thất đời dĩ đời này kia là đúng zin quay thái 110 hết, toàn bộ là đầy đủ nha anh em, thất đời dĩ đời đầy đủ hết. Anh em có nhu cầu mua vô lăng mâm lửa quay thái 110 hàng zin theo xe thì cái alo mình qua số điện thoại là 0933996332, gặp Quốc Thắng. Toàn bộ là hàng zin theo xe nha anh em. Hiện cửa hàng em còn có mười mấy bộ à, vô lăng mâm lửa quay thái 110 hàng zin theo xe. Một bộ nó sẽ gồm có là vô lăng, cục cuộn lửa, thất đời dĩ đời, nhông đời, còn bộ là đúng zin theo xe hết. Rồi, cảm ơn anh em đã xem tin.